À, giờ ăn xong bây giờ đi vô shopping nè các bạn ơi. Vô shopping là chỗ này đang sale 80%. Đây là đồ sale ở shopping ở Macy của Mỹ nè. Đồ này đồ giảm giá 80%. Ừ, nó chỗ này đồ sale nè. Trong Messi có gift này nha các bạn, mua 40 thì tặng một bộ đó đó. Ờ, 40 đô. Ừ, đi chơi mát mà ở Fremont á, đi chơi mát ở Fremont, giờ đi ăn xong rồi giờ qua bên shopping, ăn xong đi vòng vòng, rồi vòng vòng đi đỡ bạn già đi vòng vòng. Ừ. Thì bạn trẻ đừng nói bạn già hay là nó buồn. Bạn già rồi phải chịu già rồi. Chỗ này là chỗ bán mỹ phẩm nha, chỗ bán đồ dưỡng da cho sắc đẹp. Chỗ này bán đồ dưỡng da hả? Chỗ này bán đồ dưỡng da. Mấy cái đồ nó bán cũng được, cũng không tặng cái vô lan không chứ mua cho mất tiền á. Mua này xài cũng được lắm. Bỏ cái mặt cũng sao là bỏ cái cổ chút như vậy, đừng có khô, đừng bao giờ quên cái cổ. Cái cổ nó quan trọng, cổ nó lên cổ là nhìn thấy già. Ok, giờ mình mua cái này nè. Này xài này cho này cứ đang xài nha. Này xài này giống như là cái dầu hả? À, serum. Với lại cái này làm cho con mắt. Con mắt mà mấy người mà có bọng mắt á. Happy eye. Nè, này có PI là cái này có bọng mắt thì mình xài cái này. Cái này rồi, cái này cũng xài cho bọng mắt luôn nè nha các bạn. Này. Cái này aloe vera gel xài cho già, xài cho mắt, xài cho sắc đẹp, xài cho ai luôn á, cho mắt với cho da, cho rồi, mấy cái mắt ở dưới á, cho nó dưỡng, nó sáng ra vậy. Thấy viên cùi. Chậu này của ở chê mát hả? Ti chê mát hả? Ở cái chậu bự á. Dạ. Nó so cute. How much nha? Ờ, bằng đồng hả? Được chứ, không được. Nó không phải nhà chim không, là cái nhà thôi. Nhà đồ chơi á. Nhà decorate thôi à. Nhà này đẹp ha. Nhà này để Christmas ha. Nhà thiệt mà như vậy dễ thương quá. 30 đô. Cái nhà này 30 đô nha các bạn. Đi chơi mát cũng có nhiều chậu đẹp lắm nha các bạn. Giá cũng không có mắc lắm đâu. Cái này mình trồng cái gì mà nó vô gì ta? Succulent. Đó là để nằm dưới đất á, ta tọt ra xong rồi cái này nè, cái hũ này để nằm dưới xong cái để bông chạy dài. Coffee house nè. Coffee house. Ừ. Nó có cái bàn để hay trồng cà phê. 14 đô nè các bạn. Chọn này cũng đẹp lắm nè. Đẹp, cái màu đẹp. Chi chi mát nha. Ai muốn mua sắc chậu cho sắc lần này vô đây.
chậu này 14 đô nè các bạn ơi, chậu này cũng lớn nè. Nồi son, nồi son chảo. Ở dưới đít nó có mấy khuôn. Thấy chừng 2 dĩa hả? Đây nè. Sao có để 2021 nữa. Nó đã cơm ăn dưới đó, stainless steel hả? Ừ, nó đã cơm ăn dưới. Cái này nó hơi nhỏ ha. Cái kia nó màu á, sợ chảy, nấu nó chảy màu ra ăn bệnh chết. Cái này nồi này ở TJ Maxx bán nha các bạn. Bán cũng giá cũng rẻ lắm. 30 đồng, 29 đồng, 99 30 đồng. Sao bây giờ chở đít nồi lên rồi coi đít nồi nè, cái này nó giữ nóng đâu á. Ừ, cái này bỏ vô trong oven được nè. 29 30 đô nha, ở TJ Maxx. Cái size này được rồi mà như bỏ trong cái nè. Anna mua được cái son nè, cái nồi nè, với đồ dưỡng da, dưỡng da mấy đồng cho dưỡng da. Bởi hai lần mua được, hai lần mua được cái to, cái lựa mấy cái đồ này, đồ dưỡng da, dưỡng da mấy cái này. Ừ. Ok. Nè, nhà ở Na được 10 trái cam nha. Yeah. Ok. Ừ. Ok. Ok, bye đi. Bye nha. Bye. Hẹn gặp lại ở San Timo ha. Các bạn ơi, hồi sáng giờ mấy đứa mình đi shopping, đi ăn, đi shopping, ăn rồi thịt nướng. Bây ăn giờ xong, ăn xong rồi mua đống đồ, bây giờ đi về. Bây giờ đi nấu cơm. Giờ nấu cơm cho chồng cho con. Xin tạm biệt các bạn nha. Okay, rồi bye. Hẹn các bạn video kế tiếp nha. Bye bye. Phải đi cày chết mồm mới được chiếc xe. Dạ, phải có chiếc xe rồi chạy thôi, nó nằm giữa đường luôn, đó mới khổ thân đó. Rồi, bye các bạn ơi. Bye. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn video kế tiếp nha. Bye bye.